Vào ngày 29 tháng 5, Tiêu Chiến đã gần như hoàn thành việc quay phim của mình, anh ấy sắp đóng máy. Chắc chỉ còn 1-2 ngày nữa là Tiêu Chiến đóng máy. Vào ngày 29 tháng 5, Tiêu Chiến lại chiêu đãi đoàn làm phim đồ ăn nhẹ. Tiêu Chiến chiêu đãi cả đoàn McDonald's 2 lần trong 3 ngày. Đây quả là anh chàng hào phóng. Hôm nay nhiều video tại phim trường được tung ra. Kỹ năng cưỡi ngựa của Tiêu Chiến thực sự ấn tượng sau khi quay phim. Chàng trai trẻ Tiêu Chiến đang cưỡi một con ngựa cao trên đồng cỏ, anh cưỡi ngựa trong bộ trang phục cổ trang và quay lại với thái độ khiêm tốn và suy tư. Tư thế cưỡi ngựa của Tiêu Chiến khá thoải mái. Động tác xuống ngựa của anh ấy rất gọn gàng. Tàng Hải của Tiêu Chiến rất đẹp trai trên lưng ngựa. Tàng Hải đại nhân thực sự có khả năng mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước bằng tài năng của chính mình. Tàng Hải đại nhân không chỉ thành thạo trong cưỡi ngựa mà anh ấy còn rất ga lăng. Nam chính Tàng Hải xuống ngựa, buộc ngựa cho cả mình và ngựa của nữ chính. Khi nam nữ chính Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi ở bên cạnh nhau, cũng rất có cảm giác hòa hợp. Càng ngắm nhìn những thước phim hậu trường, tôi càng muốn được nhanh chóng thưởng thức màn trình diễn chính thức của họ trong bộ phim. Nghe nói nhiều diễn viên đã đóng máy, Tiêu Chiến cũng sắp hoàn thành việc quay phim Tàng Hải. Những khung cảnh trên phim trường của Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi hôm nay thực sự đẹp đẽ. Trong khi nữ chính đang chỉnh sửa lớp trang điểm, Tiêu Chiến hái một bông hoa xinh đẹp và đưa cho cô ấy. Nụ cười của Tiêu Chiến thực sự rạng rỡ. Tôi tưởng Tiêu Chiến tặng hoa cho Trương Tịnh Nghi, nhưng hóa ra anh chỉ đưa bông hoa cho cô ấy xem. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục cầm bông hoa đi. Anh vừa nhìn bông hoa xinh đẹp, vừa bước đi với nụ cười tươi tắn. Khung cảnh này thực sự dễ thương và nó đốn gục trái tim người hâm mộ. Chúng ta thực sự mong chờ bộ phim được phát hành.